Cuộc sống hiện đại cần bao nhiêu tiền để được hạnh phúc? Tại Singapore, thủ tướng và các bộ trưởng được trả lương cao như một cách thừa nhận khả năng của nhà lãnh đạo. Nhật báo chính thống The Star Times số chủ nhật nào cũng vinh danh người thành đạt với những số liệu về tiền bạc, tài sản và mục tiêu cuối cùng của những người này là nhanh chóng có tự do tài chính để được về hưu sớm. Mặc dù tiền bạc không chắc chắn mang lại hạnh phúc, nhưng đối với nhiều người, có nhiều tiền sẽ giúp con người làm được điều mình muốn, và biết đâu điều này sẽ làm chúng ta hạnh phúc hơn. Ngược lại, đã có nhiều cuộc nghiên cứu tâm lý cho thấy những người có càng nhiều tiền cũng không cảm thấy hạnh phúc hơn người khác. Theo triết gia Pháp Bruckner, mọi người trong chúng ta đều cần có nhu cầu tiến lên phía trước và nâng cấp cho bản thân, gia đình và những gì mình sở hữu. Nhưng nhu cầu này cũng tương đối. Chúng ta cảm thấy bị buộc phải cạnh tranh với những người khác để vượt qua hoặc ít nhất là ngang bằng với họ. Và chúng ta cũng ghen tị với những người thành công hơn mình. Tuy nhiên, sẽ luôn có những người giàu có hơn hoặc vượt qua chúng ta. Vì vậy, ta vẫn cứ muốn ganh đua, bởi lẽ đứng yên đồng nghĩa với tụt hậu. Một số nhà khoa học đã cắt cớ gọi hiệu ứng này là máy chạy bộ khoái lạc. Chúng ta cứ cặm cụi cố gắng chạy trên con đường của máy chạy bộ và nghĩ rằng đang tiến lên. Thế nhưng thật ra, ta vẫn cứ mãi ở một chỗ. Cái làn danh phân biệt đồng tiền là cứu cánh hay phương tiện thường rất mỏng manh. Với một số người, đồng tiền là mục đích cuối cùng trong cuộc sống, và kiếm tiền cũng giống như một cơn nghiện, nó trở thành niềm đam mê khốn khổ và một mối bận tâm luôn ám ảnh, một cuộc tìm kiếm không có điểm dừng, bởi không có số tiền cụ thể nào được xem là đủ. Liệu tiền có mua được hạnh phúc? Câu hỏi kiếm tiền để làm gì sẽ có nhiều lời đáp khác nhau, tùy thuộc vào giai đoạn phát triển cụ thể của mỗi cá nhân. Thế nhưng chung quy lại thì đó là câu chuyện hành trình đi tìm hạnh phúc của loài người chúng ta. Theo triết gia Hy Lạp cổ Aristotle, loài người có 4 cấp độ hạnh phúc. Thấp nhất là niềm vui vật chất, ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao, cửa rộng. Kế đó là niềm tự hào thành đạt với công nhận của cộng đồng và xã hội về những gì mình đã làm được. Thứ ba là niềm vui có được từ việc sẻ chia với người khác. Và cuối cùng là hạnh phúc trọn vẹn với lý tưởng cao cả hay tình yêu vô điều kiện. Một chiều khác để nhìn về hạnh phúc là tháp nhu cầu Maslow. Theo đó, con người bắt đầu cố gắng đáp ứng các nhu cầu sinh lý bản năng để tồn tại như ăn uống. Khi đã thỏa mãn chúng, ta sẽ tiến tới các nhu cầu cao hơn về sự an toàn, an ninh, về kinh tế và thể chất. Các cấp độ kế tiếp là được yêu thương, được kính trọng. Cuối cùng là đỉnh cao phát triển cá nhân và thể hiện bản thân. Có một số người nghĩ rằng hãy cố gắng có thật nhiều tiền để giải quyết các vấn đề tồn tại căn bản trước, rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện giúp đỡ người khác và cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Cũng có nhiều người sống rất hạnh phúc mặc dù họ có ít tiền bạc và tài sản so với những người khác. Hạnh phúc là sự sẻ chia của con người và cống hiến vì lý tưởng và mục đích cao cả. Hạnh phúc có lẽ là một sự lựa chọn, và bạn sẽ cảm thấy đau khổ hơn khi so sánh tài năng hay tiền bạc của mình với người khác, khi không biết tiêu diệt sự ghen tị và cái tôi đáng ghét của bản thân. Nhưng cuộc sống này cũng là một đấu trường, và tinh thần tranh đua cũng sẽ giúp con người vươn đến những đỉnh cao và tầm vóc tươi sáng, đẹp đẽ. Có lẽ bạn đã nhiều lần nghe câu nói tiền không thể nào mua được hạnh phúc ở trên một phương diện nào đó. Câu nói này là đúng, bởi thực tế
có rất nhiều người giàu có, thế nhưng cuộc sống tinh thần của họ không được trọn vẹn, nên họ không hề hoặc ít có cảm giác hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu bạn biết sử dụng tiền một cách hợp lý, bạn hoàn toàn có thể mua được hạnh phúc cho riêng bản thân. Thứ nhất, mua được thời gian rảnh rỗi. Rất khó để so sánh giữa tiền bạc và thời gian, bởi cả hai đều chiếm vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nhưng đôi khi, bạn có thể sẽ phải lựa chọn giữa một trong hai để tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Thực tế đã chứng minh, con người càng có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn thì chỉ số hạnh phúc cũng sẽ cao hơn. Vì vậy, tội gì mà không dùng tiền để mua thời gian rảnh rỗi cho bản thân? Bạn hoàn toàn có thể thuê người giúp việc thay vì dành quá nhiều thời gian để làm việc nhà sau một ngày vất vả tại công ty, hay có thể thuê trợ lý giúp đỡ mình trong những công việc lặt vặt và tốn nhiều thời gian. Bạn sẽ có thêm nhiều thời giờ cho bản thân để làm những việc mình muốn. Tuy nhiên, là với điều kiện tình hình tài chính cho phép đủ để chi trả cho chi phí hạnh phúc của bản thân. Thứ hai, mua những trải nghiệm đáng nhớ. Ngày nay con người ta thường để ý đến những giá trị vật chất mà quên đi những giá trị tinh thần mình có thể học hỏi được từ việc trải nghiệm. Có thể bạn không tin, nhưng đã có những nghiên cứu cho rằng chi tiêu cho vật chất hữu hình thường chỉ có thể mang lại hạnh phúc trong một khoảng thời gian nhất định. Bên cạnh đó, những trải nghiệm thú vị sẽ luôn theo bạn bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể hồi tưởng về nó và kể lại cho người khác nghe về những khoảng thời gian hạnh phúc đó. Vì vậy, thay vì mua sắm quá đà những sản phẩm vật chất thông thường, tại sao bạn không dùng khoản tiền thích hợp để mua những trải nghiệm đơn giản như một chuyến du lịch đi xa, hay là những trải nghiệm mang tính trau dồi kiến thức và kỹ năng như các khóa học ngắn hạn? Tất cả đều là những trải nghiệm có giá trị và sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn. Vì vậy, đừng tiếc tiền chỉ cho những trải nghiệm này. Thứ ba, giúp đỡ người thân và giúp đỡ cộng đồng. Hẳn đã là con người thì ai cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi nhận được những món quà ý nghĩa từ những người xung quanh, và bản thân người tặng quà cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi người khác đón nhận và trân trọng món quà mình tặng. Đôi khi nên biết cho đi để nhận lại niềm hạnh phúc, dù chỉ vô cùng giản đơn cho bản thân. Vì vậy, hãy sử dụng tiền của mình để mua những món quà có ý nghĩa, có thể không cần quá quan trọng giá trị vật chất, để tặng cho những người mà bạn yêu thương. Ngoài ra, hãy thử nghĩ đến việc làm từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với bạn, có thể số tiền bỏ ra không đáng là bao nhiêu, nhưng đối với những người cần giúp đỡ thì đó là một tài sản lớn, cả về giá trị vật chất lẫn tinh thần. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mình đã làm được việc có ích cho người khác, bởi dù chỉ là một phần rất nhỏ cũng đủ để thấy ít nhất mình cũng có giá trị trong cuộc sống. Vậy ai còn bảo tiền không mua được hạnh phúc? Hạnh phúc là do bản thân bạn tự quyết định. Vì thế, đừng ngần ngại đầu tư tiền bạc để mua hạnh phúc ngay từ bây giờ bạn nhé. Nghe và suy ngẫm, xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống, giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại.